Mến chào các bạn, hẳn là ai xem qua các phim cổ trang Trung Quốc đều biết là hoàng đế ngày xưa có tam cung lục viện, hàng ngàn cô gái đều mong muốn đổi đời, được lọt vào long nhãn và nương tựa với vị daddy đầy quyền lực này. Nếu may mắn được tiến cung thì phải còn một ải khó nữa vượt qua, giống như một kỳ thi quốc gia đầy cam go, phần thưởng cho người chiến thắng chính là tấm vé thị tẩm của hoàng đế. Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Trong triều đại này, hệ thống phân vị hậu cung được quy định rất chặt chẽ, đồng thời chế độ chơi lật thẻ bài, chọn phi tần thị tẩm cũng đã được áp dụng từ màn chơi này. Tên các hậu phi sẽ được khắc lên thẻ gỗ, sau đó hoàng đế sẽ lựa chọn thẻ bài. Người được chọn sẽ hầu hạ hoàng đế trong tối ngày hôm đó với các skill của riêng mình. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng này sẽ cảm thấy sự may mắn của nữ nhân được chọn, nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà chỉ một mình nữ nhân đó mới cảm nhận được. Ngay đến việc lựa chọn thời điểm ân ái với hoàng đế cũng không tự quyết định, thì nói chi đến tình cảm thật sự. Khi hoàng đế chọn thẻ bài xong, sẽ có người đến báo cho vị phi tần đó để chuẩn bị. Nữ nhân đó sẽ thay y phục, tắm rửa sạch sẽ và thoa một số hương liệu lên cơ thể. Sau khi chuẩn bị xong, họ sẽ lên giường nằm. Các phi tần phải cởi bỏ trang phục và quấn chăn kín người trước khi được thái giám đưa đến hầu hạ hoàng đế. Rốt cuộc, nguyên nhân là vì sao màn chơi với hoàng đế lại đầy cam go như vậy? Thật ra nguyên nhân là vì hạn chế nguy hiểm đến từ những vị phi tần này. Hàng năm trong hậu cung có thêm rất nhiều nữ nhân mới, cũng được xem là có thêm nhiều mối nguy hiểm. Trong tẩm cung của hoàng đế, vào thời điểm thị tẩm cũng chỉ có hoàng đế, phi tần và 1-2 thái giám. Cho nên để đảm bảo an toàn cho tính mạng của hoàng đế, cần phải chắc chắn phi tần không mang theo bất kỳ vật dụng nào để đánh úp từ phía sau, ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chơi hôm đó. Bên cạnh đó, bên ngoài sẽ có các thái giám đứng đợi sẵn. Nếu vị phi tần kia có hành động nguy hiểm, họ sẽ tiến vào trong, tung các skill phản đòn để bảo vệ hoàng đế. Sau khi đến tẩm cung của hoàng đế, thái giám bẩm báo vị phi tử kia đã nhấn nút sẵn sàng, thì họ mới bắt đầu thực hiện chuyện vợ chồng, kết thúc ân ái. Hoàng đế sẽ không giữ nữ nhân đó qua đêm trong tẩm cung của mình. Ông sẽ ra lệnh để những thái giám có trách nhiệm đưa vị phi tử đó rời đi. Dựa theo các ghi chép trong lịch sử, sau khi hoàng đế sủng hạnh phi tử, thái giám sẽ đến hỏi hoàng đế có muốn giữ lại hay không. Câu hỏi này sẽ có hai ý nghĩa, một là có muốn đưa vị phi tần kia đi tắm rửa sạch sẽ và rời khỏi tẩm cung hay không, hai là có giữ lại giống rồng hay không, có cho vị phi tần kia có cơ hội mang thai không. Nếu hoàng đế nói không giữ, thì các thái giám của bộ nội vụ sẽ sử dụng một phương pháp đặc biệt để lấy những gì mà hoàng đế đã để lại trong cơ thể của nữ nhân đó. Lấy cái gì thì chắc là ai cũng đã biết rồi ha. Cách mà thái giám làm sẽ là ấn vào một huyệt đạo ở ngay vòng ba của vị phi tần vừa được sủng hạnh. Điều này khiến người đó không mang thai, skill này quả là rất bá đạo. Sau đó, các thái giám sẽ liên tục xoa bóp bụng của phi tần đó, vừa xoa vừa dùng lực ấn mạnh vào vị trí ở phần bụng. Hành động này khiến cái chất mãi cũng biết là gì đó của vị hoàng đế để lại trong cơ thể phi tần sau cuộc ân ái mới đó chảy ra ngoài. Trong suốt quá trình, sẽ có rất nhiều thái giám lợi dụng tình thế này để lạm dụng các phi tần. Rất ít người dám phản kháng vào lúc đó, bởi vì nếu họ xúc phạm các thái giám đó trong tương lai, cơ hội được gặp hoàng đế thị tẩm sẽ giảm đi. Cơ hội được gặp hoàng đế càng ít sẽ khiến cho khả năng mang thai càng thấp. Mặc dù hoàng đế không muốn để lại huyết mạch trong cơ thể họ, nhưng nếu được thị tẩm nhiều hơn, cơ hội mang thai sẽ tăng lên gấp bội. Chính vì thế, các phi tần sẽ làm mọi cách để giành được lợi thế, dù cho phải im lặng trong khi bị thái giám lạm dụng. Thậm chí có vài nữ nhân còn chủ động tìm đến những thái giám đó để thương lượng về một đêm hầu hạ khác. Những thái giám đó biết suy nghĩ của các phi tần. Chính vì thế, khi các phi tần nằm im, họ lại càng đụng chạm nhiều hơn nữa. Nhưng nếu hoàng đế cho phép giữ lại, các thái giám sẽ lấy giấy bút ghi chép chi tiết lại. Chẳng hạn như vào ngày tháng năm này, hoàng đế đã sủng hạnh phi tần nào. Điều này là vì muốn đảm bảo huyết thống và là cơ sở để đối chiếu về sau. Rồi sau khi nghe đến đây, khối ông lại muốn thành thái giám cho xem. Nhưng làm gì cũng nên cân nhắc, nhớ suy nghĩ lại điều kiện tiên quyết và cần để làm thái giám đó nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.